Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị Lan Vy đến từ thương hiệu Diaco. Dạ, xin được chào chị đến với buổi họp mặt kết nối giao thương lần thứ 77 của SNG Group tổ chức trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì chị có cảm nghĩ như thế nào khi tham gia tại nơi đây ạ? Dạ, xin kính chào mọi người ạ. Dạ, em là Vy, đại diện của công ty Diaco Việt Nam. Công ty của chúng em là chuyên nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc và thực phẩm chức năng đến từ Hàn Quốc. Thì như các bạn cũng đã thấy thì đây là thương hiệu Delavico. Công ty chúng em đang phân phối độc quyền thương hiệu này tại thị trường Việt Nam ạ. Đến với hội nghị ngày hôm nay thì chúng em cảm thấy rất là vinh dự vì mình là một trong những cái thương hiệu có mặt trong ngày hôm nay ạ. Mong muốn của chúng em đến đây là để giới thiệu về công ty cũng như là định hướng hoạt động của công ty, có thể mang những cái sản phẩm tốt nhất với cái giá thành cạnh tranh nhất đến tất cả quý khách hàng gần xa, và cũng như là có cơ hội hợp tác với lại các doanh nghiệp để phân phối những cái sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng ạ. Về cái sản phẩm của mình thì có cái dòng sản phẩm nào là đặc trưng nổi bật nhất mà chị cảm thấy là dễ dàng được mọi người yêu thích? Trong tất cả những cái sản phẩm này thì có dòng sản phẩm chống lão hóa bên đó chị. Dạ, là sản phẩm mà có thể nói là best seller của bên em ạ. Chuyên giải quyết tất cả các vấn đề về da, đặc biệt cái công dụng lớn nhất của nó là nâng cơ chống lão hóa cho da của mình đó chị. Dạ, bên cạnh đó thì sản phẩm này là sản phẩm kem chống nắng. Dạ, sản phẩm này được tích hợp là một tiếp kem chống nắng tặng kèm thêm một tiếp kem dưỡng. Mọi người hay sử dụng là quên cái bước chăm sóc da, thì để nhắc nhở mọi người là nhớ cái bước chăm sóc da đó thì bên công ty tích hợp là tặng kèm với lại kem chống nắng luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của chị, bởi vì người ta được biết rằng là sau khi độ tuổi 25 thì phụ nữ của chúng ta sẽ có cái dấu hiệu lão hóa rất là mạnh, cho nên là việc tăng cường dùng kem nâng cơ và cũng như là sử dụng cái phương pháp bảo vệ chống nắng và những cái sản phẩm chất lượng an toàn từ thiên nhiên đến từ Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà đối với những ai thích là làm đẹp thì chúng ta cũng nên lưu tâm, và chúc cho sản phẩm của mình ngày càng phát triển và chúc cho chị sẽ luôn nhận được nhiều giá trị cốt lõi khi tham gia cùng với SNG Group. Dạ, cảm ơn.